Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 31 tháng 1, tại chợ dân sinh của Trung tâm Thương mại xã Dân Tiến, huyện Khói Châu đã xảy ra vụ cháy lớn. Theo thông tin ban đầu, tại khu vực xảy ra cháy chủ yếu là các gian hàng bán đồ khô như vàng mã, bát đũa, đồ nhựa nên đám cháy đã lan nhanh với diện tích ảnh hưởng khoảng 1.000 m2. Chúng tôi đang ngồi uống nước ở trong quán hải sản, thì nhìn thấy khói và lửa bốc lên ở khu giữa chợ. Thì lúc đó bọn tôi vội vàng chạy ra thì thấy 3-4 người đang múc nước dập lửa, bọn tôi cũng chạy vào bọn tôi dập lửa. Nhưng mà cái ngọn lửa nó bén quá nhanh, nhìn thấy lửa cháy nhưng mà mọi người bất lực. Gọi xe cứu hỏa thì xe cứu hỏa hôm qua ra rất nhanh, chỉ có khoảng 10 phút là xe cứu hỏa đã có mặt. Thế nhưng mà nó chỉ trong vòng khoảng 20 phút là cháy lan cháy hết chợ luôn. Với sự tham gia tích cực chữa cháy của người dân, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, không gây cháy lan tới các khu vực xung quanh chợ và không có thương vong về người. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời thống kê thiệt hại về tài sản của 30 tiểu thương đã bị đám cháy thiêu rụi.